Bây giờ các con bắt đầu chấm test for unit 9. Được chưa? Sách Lưu Hoàng Chí. Bài tập 1, hãy chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác những từ còn lại. Beach, âm y dài. Speak, âm y dài. Hear là âm ear. Và clean là âm y. Vậy đáp án đúng câu 1 là phương án C. Các con ghi viết phiên âm vào nhá. City là âm y. Fish là âm y. Dish là âm y. High là âm i. Đáp án D. Tower là âm ao. Show là âm o. Slow là âm o. Và moto là âm o. Đáp án đúng là phương án A. Câu 4. Postcard, chữ S từ phát âm thành sờ. Fantastic, sờ. Visit, chữ S thành giờ. Và fast là sờ. Đáp án đúng là phương án C. Câu 5. Continent là âm o. Photo là âm o. Popular là âm o. Và coffee là âm o. Đáp án đúng là phương án B. Câu 6. Peaceful, beautiful và delicious. Ba từ này đều là tính từ và từ noise là âm thanh, tiếng ồn thì nó là danh từ. Đáp án C. Africa là châu Phi, America châu Mỹ và Asia là châu Á. Sweden không phải là một châu mà nó là tên của một nước. Clock là đồng hồ, tower và bell, tất cả cái này đều liên quan đến đồ vật, còn lion là con vật. Đáp án D. Fantastic là tuyệt vời, beautiful là đẹp, wonderful là đẹp. Ba cái tính từ vừa rồi đều chỉ cái tích cực, còn boring là nhàm chán, tính từ chỉ sự tiêu cực. Đáp án C. Câu 10, trà này, fish and chip này, sandwich đều liên quan đến đồ ăn và đồ uống. Riêng câu C, television không liên quan đến đồ ăn. Bài 3 La Mã câu 11, have you ever là hiện tại hoàn thành thì chỉ có thể đi về been thôi, nó là phân từ 2. Còn cái từ be này là nguyên thể, being này là của tiếp diễn, gone này thì không liên quan, đúng không nào? Bạn đã từng đến chưa thì chúng ta không dùng nói là gone to. Câu 12. Ở đây có từ polite và từ friendly, hai từ này tương đương nhau, vậy chúng ta phải dùng từ and. Được chưa? Câu 13, do you know the most popular drink? Bạn có biết cái đồ uống được nhiều người yêu thích ở Việt Nam không? Thì con phải chọn phương án D, the most popular drink. Câu 14, when we were in Stockholm, we had coffee and cakes in coffee shop in the old town. Ở đây là trong quán cà phê thì ở trong một cái gì đó, trong quán hay trong shop thì chúng ta phải dùng dưới từ in. Và town là một thị trấn, các con cũng phải dùng dưới từ in. Câu 15, Eiffel Tower là địa danh được thăm nhiều nhất trên thế giới, đúng không? Được thăm thì chúng ta phải chọn ở hình thức bị động. Được mà. Đáp án C. Câu 16, những hoạt động trong giờ giải trí, những hoạt động giải trí phổ biến nhất của Anh. Vậy các con phải chọn từ leisure đấy. Và leisure activity ở đây là những hoạt động trong thời gian rảnh rỗi. Được chưa? Chúng ta có free activity không đúng đâu. Không có cái từ nào là free activity. Chúng ta chỉ nói là leisure activity, hoạt động trong giờ rảnh rỗi. Câu 17, hai lần thì two times, chúng ta không dùng two times sao nhá. Từ 3 lần trở lên chúng ta mới dùng two times. Vậy phương án C sai. One và two thì chỉ là số đếm thôi chứ không phải là số lần. Đáp án đúng là phương án D, twice, mở hóa đơn hai lần. 18, bạn đi chơi có vui ở Đà Lạt trong kỳ nghỉ không? Vậy đây là have a good time. Đây là một cụm từ cố định, không dùng những từ khác. Được chưa? A good time. 19, Nha Trang has an exciting atmosphere of young. Nha Trang có một cái không khí rất là tuyệt vời của một cái thành phố trẻ và đang phát triển. Câu này khó nhá. Chúng ta cần tính từ exciting trước, được chưa? Nó chỉ tính chất trong đây cho nên chúng ta không chọn excited. Khó nhá. Một thành phố trẻ hào hứng, một không khí rất là hào hứng, vui nhộn của một thành phố trẻ đang phát triển. Và cái đang này thì chúng ta cũng chọn từ growing. Câu 20,
famous đi với for, mở hóa đơn nổi tiếng vì cái gì? 21. My family had a lot of fun. Ghi đi, ghi công thức cho cô. Have a lot of fun. Vui vẻ. 22. Những trường quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh. À, trường quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh là trường nổi tiếng nhất. Nhất thì ở đây phải là so sánh hơn nhất, the most modern. Câu 23. Hiện tại hoàn thành đây. Thành phố của chúng mình đã từng nóng như thế này trước đây chưa? Has been hot like this this time before. 24. People must be well prepared before they want to climb. Mọi người phải chuẩn bị thật kỹ trước khi. Đấy, vậy đây là mệnh đề chỉ thời gian, các con phải chọn before. After là sau khi. Không được. Until là cho đến khi. Và although là mặc dù, đều không được. 25. Which continent is Brittany? Ở đây ta có Europe là châu Âu đúng không? Lục địa thì ở đây ta phải gọi hỏi cho từ continent. 26. The red double-decker bus is London symbol. Symbol đây là biểu tượng. Được chưa? Và cái xe buýt 2 tầng là biểu tượng của thành phố London. 27. Nha Trang được cho là thị trấn vùng biển nổi tiếng nhất của Việt Nam. Thì ở đây so sánh hơn nhất cho chúng ta phải dùng the most famous. 28. I have visited Đà Lạt 3 times, you know, gạch chân từ 3 times, dấu hiệu của hiện tại hoàn thành. Được chưa? 29. This is the first time that I have ever watched, gạch chân cái cụm từ this is the first time, và ghi sang bên cạnh cho cô. This is the first time luôn đi với thể hiện tại hoàn thành. 29, xong rồi, 30 này. I think it is very nice town because the weather is good. Tôi nghĩ đó là một thị trấn rất đẹp bởi vì thời tiết thì đẹp và con người thì. Như vậy đây là mệnh đề chỉ về nguyên nhân, các con sẽ chọn because. 4 La Mã, các con sẽ chia động từ ở thì hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành thì cô đã cho hẳn 2 hoặc 3 buổi ôn rồi. Đúng không nào? Công thức của hiện tại hoàn thành sẽ là have hoặc has cộng với động từ trong hoặc được chia ở dạng ed hoặc cột 3. Câu 31. Tạnh mưa chưa? Chưa tạnh. À, is it raining? Trời còn mưa không? Không, trời tạnh rồi. Tạnh rồi thì phải là has stopped và nhớ gấp đôi chữ P trước khi thêm ed. 32. Mary và Susan còn ở đây không? Có, họ đến rồi. Đúng không? They have arrived. 33. Do you want a drink? Bạn có muốn uống gì không? No thanks, I have had one. Tôi vừa uống rồi. Have had. Have chuyển về cột 3 là had. Does Kate bring her cell phone with her? Kate có mang theo điện thoại di động không? Có, tôi vừa nói chuyện với cô ấy. Speak chuyển thành spoken, đứng sau have. 35. Daniel đang xem TV phải không? Không, anh ta xem xong rồi. À xin lỗi, anh ta chưa xong việc. He hasn't finished. 35 nhá. Sau khi chấm điểm 35 câu xong rồi thì báo điểm lên nhóm cho cô.